chương 766 kiểm tra. Đinh Phong thành động lòng, chắc chắn mức giá 2 phần 3 là sự nhượng bộ cực kỳ lớn, bất kỳ nhà xưởng nào trên thị trường cũng không thể nào đưa ra sự nhượng bộ lớn như vậy. Nhưng người xưa có câu, không có miếng bánh có nhân nào từ trên trời rơi xuống. Dựa vào cái gì mà đối phương lại nhượng bộ như vậy? Đinh Phong Thành không phải là tên ngốc, đâu đến nỗi mắc lừa một cách tùy ý như vậy. Anh ta cố gắng kiềm nén niềm vui sướng trong lòng, tựa vào lưng ghế, rất hứng thú nhìn Tôn Khả Thành, dò hỏi, hai phần ba à, ông chủ Tôn, anh đúng là hy sinh quá nhiều, nhưng tôi không khỏi nghi ngờ, tại sao anh lại đưa ra sự nhượng bộ lớn như vậy. Tôn Khả Thành nghiêm túc nói, đúng như cậu nói, chúng tôi chỉ là một nhà xưởng nhỏ bình thường, không có điểm nào vượt trội cả, nếu so với mấy nhà xưởng lớn khác thì hoàn toàn không đáng được so sánh. Vì thế xếp đinh, nếu tôi không đưa ra sự nhượng bộ nhất định, thì tại sao cậu phải lựa chọn hợp tác với tôi, chứ không phải là nhà xưởng nổi tiếng với quy mô lớn hơn. Cậu nói thử xem có đúng không nào? Câu hỏi này chẳng khác nào đá lại vấn đề về phía Đinh Phong Thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quả thật, nếu không đưa ra sự nhượng bộ, Đinh Phong Thành sẽ không có bất cứ lý do nào để lựa chọn hợp tác với Tôn Khả Thành, do đó về mặt lý thuyết đã được thông suốt. Để Đinh Phong Thành yên tâm, Tôn Khả Thành lại nói tiếp, tôi cũng không giấu gì cậu trong nhà xưởng của tôi đang bị dồn nén một lượng lớn vật liệu thô, công nhân cũng bị khất nợ hơn một tháng rồi. tôi không thể kéo dài được nữa, tôi phải đưa ra mức giá nhượng bộ nhất định, bán số hàng đã tích trữ đi, cùng lắm thì kiếm ít lời hơn, chỉ ít có thể bù đắp tiền lương cho công nhân, đồng thời tôi cũng không lỗ vốn, bảo đảm nhà xưởng được vận hành bình thường. tôi cũng bất đắc dĩ mà thôi. lời giải thích này coi như đã vượt qua thử thách. bây giờ giá cả thị trường không ổn định. Rất nhiều nhà xưởng đều tích trữ một lượng lớn lô hàng vật liệu thô không bán đi được, bọn họ buộc phải lựa chọn mức giá thấp để bán ra, nên chuyện này rất hợp lý. Lần này Đinh Phong Thành đã cho là thật. Cuối cùng anh ta cũng nở nụ cười, ông chủ Tôn, giá cả là giá cả, nhưng chất lượng vẫn phải đặt lên hàng đầu. Tôn Khả Thành vội đáp, cậu cứ yên tâm, chất lượng của vật liệu thô chúng tôi tuyệt đối nằm top đầu. Có phải là top đầu hay không thì tôi không thể nghe anh nói xuông được đinh phong thành gọi ra bên ngoài thư ký bảo ông đồng đến đây một lát sau đó đồng quán thạch đi vào xếp đinh cậu tìm tôi có chuyện gì không đinh phong thành chỉ vào tôn khả thành đây là ông chủ tôn lão đồng bây giờ ông đi cùng ông chủ tôn một chuyến kiểm tra vật liệu thô trong tay anh ta có đạt tiêu chuẩn hay không mặt khác xem thử trong kho có bao nhiêu đồng quán thạch gật đầu được bây giờ tôi sẽ đi một chuyến tôn khả thành và đồng quán thạch liền rời khỏi văn phòng đi tới sản xuất long công. Đinh Phong Thành ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay gõ lên mặt bàn, nếu lấy được mức giá 2 phần 3 này một cách suôn sẻ, vậy thì mình không cần phải mở miệng mượn tiền khoa học kỹ thuật tầm mộng nữa, mà vẫn có thể nghiến răng lấy ra từ khoản thu mua này. Anh ta rất vui vẻ. Bên này, Tôn Khả Thành và đồng quán Thạch Thuận Lợi đi đến nhà xưởng. Vừa bước vào nhà xưởng, đập vào mắt là các công nhân đang tăng ca cố gắng làm việc, không dám lười biếng, ai cũng sợ rớt lại phía sau. Nhìn thấy công nhân trong nhà xưởng tích cực như vậy, chứng tỏ giám đốc của nhà xưởng này khá giỏi. Hai người đi đến tòa nhà văn phòng. Tôn Khả Thành bảo thư ký mang toàn bộ danh sách hàng tồn kho tới đây. Đồng quán thạch dẫn theo hai cấp dưới của mình, bình tĩnh tính toán từng số liệu trong danh sách. Số lượng rất lớn, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của Đinh Phong Thành. Đồng quán thạch không khỏi nghi ngờ hỏi, ông chủ tôn, tại sao một nhà xưởng nhỏ như cậu lại tích trữ nhiều vật liệu thô đến thế? Nếu lô hàng này tích trữ trong nhà xưởng của cậu 4 năm tháng, e rằng nhà xưởng của cậu sẽ phải đóng cửa. Số lượng thật sự quá lớn, hoàn toàn vượt quá năng lực tiếp nhận của bọn họ. Tôn Khả Thành vội vàng đổi sang vẻ mặt khổ sở, hai, ông đừng nhắc nữa. Ban đầu chúng tôi đã ước định với một công ty, chúng tôi sản xuất, còn bọn họ thu mua, ai rẻ sau khi chúng tôi hoàn thành vật liệu thô chưa được bao lâu, vì một số nguyên do mà công ty đó đã phá sản. Bọn họ vừa phá sản, chúng tôi cũng gặp suối quẩy, một lô hàng lớn vật liệu thô đè lên vai, hoàn toàn không giải quyết được. Lần này còn không phải là vì chúng tôi nghe nói sản xuất đinh hạch các ông cần một lượng lớn vật liệu thô hay sao? Vì thế tôi mới tự đề cử mình, tình nguyện lấy 2 phần 3 so với giá thị trường, cũng phải xử lý ổn thỏa đống vật liệu thô này, chỉ cần có thể không lỗ vốn, kiếm được ít lời cũng không thành vấn đề những lời này hoàn toàn không có kẽ hở đồng quán thạch gật đầu hỏi tiếp vậy chúng ta đi xem lô hàng đi được tôn khả thành liền dẫn đám người đồng quán thạch đi đến kho hàng sau khi mở cửa kho hàng ra bên trong chất đầy vật liệu thô anh ta nói đây là một trong kho hàng của chúng tôi bởi vì nhà xưởng nhỏ nên chúng tôi đã thuê kho hàng của nhà khác để tiến hành gửi tạm đồng quán thạch đi vào kho hàng bắt đầu nghiệm thu chính thức đống hàng này cực kỳ tốt chất lượng hàng đầu. Hai nhân viên kiểm tra chất lượng được dẫn tới cũng đồng loạt bật ngón cái, đừng thấy người ta chỉ là một nhà xưởng nhỏ, nhưng chất lượng của vật liệu thô sản xuất ra lại rất tốt, không hề thua kém vật liệu thô của các nhà xưởng lớn. Được, rất tốt, chất lượng của đống vật liệu thô này đều vượt top đầu. Nhưng, đồng quán thạch khẽ cao mày, cảm thấy trong chuyện này có một vấn đề nhỏ. Tim của Tôn Khả Thành bỗng run lên hỏi, ông đồng, ông nói vậy là sao? Đồng quán thạch xua tay đáp, không có gì. Ông ta càng không nói, trong lòng tôn khả thành càng mất tự tin. Một tiếng sau, toàn bộ quá trình kiểm tra đã được hoàn tất, đồng quán thạch dẫn người rời đi, tôn khả thành nhìn bóng lưng rời đi của đồng quán thạch, trong lòng dối như tơ vò. Chẳng lẽ bọn họ tốn nhiều tâm tư sắp xếp ra một vở kịch như vậy, lại bị vạch trần rồi sao? Không đến nỗi chứ. Các công nhân đều rất cố gắng diễn kịch, dù gì cũng vì tiền lương của bọn họ, không thể không ra sức phối hợp diễn xuất. Chắc chắn chất lượng của vật liệu thô đã thu mua kia cũng không thành vấn đề. Còn mấy giấy tờ kia, có lẽ cũng không xuất hiện vấn đề, mặc dù là ngụy tạo, nhưng gần như giống y như thật, mỗi chương đều mô phỏng theo, bình thường sẽ không điều tra ra được. Toàn bộ tình tiết đều không có vấn đề gì. Nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt lúc đồng quán thạch rời đi, trong lòng tôn khả thành lại khó chịu. Mày quản nhiều như vậy làm gì, cứ mặc cho số phận đi. Nếu lần này thành công thì người chết sẽ là Đinh Phong Thành, cậu ta sẽ làm người chết thay cho mình. Nếu bị cậu ta nhìn ra kẽ hở, vậy thì chỉ có thể nói cậu ta quá lợi hại, mình thua cũng không oan uổng, mọi chuyện đều do số phận. Nếu Đinh Phong Thành nhìn ra, vậy thì Tôn Khả Thành chỉ có một con đường chết. Là Tôn Khả Thành chết hay Đinh Phong Thành chết thay cho Tôn Khả Thành, kết quả cuối cùng đều phụ thuộc vào lời nói mà Đồng Quán Thạch quay về nói với Đinh Phong Thành chương 767 phá vỡ phòng tuyến tâm lý. Đồng quán thạch nhanh chóng quay về sản xuất đinh hạch. Đinh Phong thành sốt sáng hỏi, sao rồi, lão đồng, kết quả kiểm tra thế nào? Đồng quán thạch thành thật đáp, tôi đã kiểm tra danh sách hàng tồn kho và hàng mẫu, đồng thời cũng quan sát tâm trạng làm việc của công nhân. Mọi mặt đều cực kỳ xuất sắc, không có vấn đề gì. Quá tốt rồi, lần này Đinh Phong Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, đồng quán thạch muốn nói lại thôi. Đinh Phong thành cao mày hỏi, nhưng cái gì? Lao đồng, ông đừng ấp úng như thế, có vấn đề gì à? Đồng quán thạch nói, thật ra cũng không có vấn đề gì, mà tôi chỉ cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái. Kỳ quái chỗ nào? Xếp đinh, quả thật chất lượng của lô vật liệu thô mà tôi kiểm tra là loại một, nhưng không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy nó quá giống với vật liệu thô của hai nhà khác, hơn nữa quy trình sản xuất cũng y như nhau đinh phong thành cười nói chỉ là chuyện này thôi à vật liệu thô thì có thể khác nhau bao nhiêu chứ còn quy trình sản xuất của mỗi nhà thì hơi như nhau chuyện này có gì đâu chứ đồng quán thạch lắc đầu cho dù na ná như nhau cũng có điểm khác biệt nhưng lô vật liệu thô của tôn khả thành lại không nhìn ra bất kỳ điểm khác biệt nào cảm giác này giống như giống như mua lại từ nhà khác đinh phong thành bật cười thành tiếng lão đồng ông đang nói đùa gì thế bản thân ông chủ tôn là người mở nhà xưởng sản xuất nguyên liệu thô, còn đi mua nhà người khác làm gì. Hơn nữa, anh ta mua lại từ nhà khác với mức giá gốc, rồi bán giá thấp cho chúng ta, việc kinh doanh trung gian không kiếm được lợi nhuận này, chỉ có thâm hụt vốn, chứ có ý đồ gì. Đồng quán thạch thở dài, đúng vậy, tôi cũng không hiểu rõ điều này, nên mới nói đây không phải là vấn đề, mà chỉ là điểm nghi vấn. Xếp đinh, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng sẽ tốt hơn. Đinh Phong Thành xua tay nói, chúng ta không cần phải cân nhắc gì nữa, điểm nghi vấn này của ông hoàn toàn không được thành lập. Nếu đã nghĩ xong rồi thì phải có dũng khí đi làm tốt chuyện đó, suốt ngày lo trước lo sau, do dự không quyết định thì chỉ bỏ lỡ cơ hội mà thôi. Lão Đồng, bây giờ ông liên hệ với Tôn Khả Thành, sáng ngày mai chúng ta sẽ đi ký hợp đồng. Sau khi ký xong, thanh toán tiền, chúng ta phải tranh thủ nhận hàng trong quãng thời gian ngắn nhất. Đồng quán thạch gật đầu, được nếu xếp đinh đã nói như thế thì tôi cũng chẳng còn gì để nói bây giờ tôi sẽ đi làm ngay mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ hôm sau đinh phong thành và đồng quán thạch cùng đi đến sản xuất long công rồi ký hợp đồng trong tòa nhà văn phòng sau đó phòng tài vụ của sản xuất đinh hạch tiến hành kết nối với phòng tài vụ của công ty tôn khả thành để thanh toán tiền mua vật liệu thô trong suốt toàn bộ quá trình không hề có một chỗ sai sót tôn khả thành biểu hiện rất cung kính thái độ cực kỳ khiêm tốn với Đinh Phong Thành. Điều này đã khiến Đinh Phong Thành vô cùng thoải mái. Trước đây Đinh Phong Thành luôn bị người khác coi thường, cho dù có người nịnh bợ anh ta, cũng là vì nể mặt nhà họ Đinh, trước giờ chưa có ai khen ngợi Đinh Phong Thành vì bản lĩnh của anh ta. Nhưng lần này thì khác. Đinh Phong Thành thật sự cảm thấy mình có bản lĩnh, không ngờ lại thành công lấy được một lượng lớn vật liệu thô, tiết kiệm hơn 100 triệu. Lần đầu tiên anh ta cảm nhận được niềm vui của người thành công. Từ một người kém cỏi bị mọi người khinh bỉ, trở thành tổng giám đốc công ty có thể độc lập đàm phán, giành được hạng mục lớn, Đinh Phong Thành thật sự cảm thấy mình đã có một bước tiến dài. Chúng ta đi uống rượu đi. Đinh Phong Thành vui vẻ dẫn mấy cấp dưới đến khách sạn để ăn mừng một phen. Bây giờ trong sản xuất Long Công, Đinh Hồng Diệu bước ra từ căn phòng nhỏ, vừa đi vừa vỗ tay. Chúc mừng, chúc mừng. Bạn học cũ, cậu thật sự không làm tôi thất vọng, biểu hiện cực kỳ tốt. Tôn Khả Thành cười ha hả, chỉ vào Đinh Hồng Diệu, bạn học cũ, cậu đừng tâng bốc tôi như thế, cũng may lần này nhờ có cậu, nếu không có cậu cho tôi tiền và đưa ra ý tưởng, mà chỉ dựa vào đầu óc ngốc nghếch của tôi, làm sao có thể lừa được Đinh Phong Thành. Cậu không biết đấy thôi, lúc đồng quán thạch đến kiểm tra, tim tôi sắp nhảy ra ngoài, sợ chết khiếp đi được. Đinh Hồng Diệu nói, cũng may có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm, mọi chuyện đều rất suôn sẻ. Tôn Khả Thành gật đầu, bây giờ chỉ đợi tiền vào tài khoản nữa thôi, đợi tiền vào tài khoản rồi, tôi sẽ thanh toán tiền lương cho công nhân ngay, để bọn họ trả lại quyền tự do cá nhân cho tôi và gia đình tôi. Sau đó tôi sẽ xóa hết các khoản nợ ở bên ngoài, bảo đảm có thể rời khỏi khu Giang Nam một cách thuận lợi. Đúng lúc này, Đinh Hồng Diệu cười thần bí, lấy mấy vé máy bay trong túi áo ra, đặt vào tay Tôn Khả Thành. Tôn Khả Thành sửng sốt, đây là tôi đã mua cho cậu một vé máy bay vào tối nay rồi. Chào ôi, bạn học cũ, cậu làm vậy khiến tôi cảm thấy ngại quá. Cậu không cần phải ngại, thật ra tôi còn gấp gáp hơn cậu, chỉ khi nào cậu thuận lợi rời đi, Đinh Phong Thành mới thật sự tiêu đời, tôi cũng có thể buông bỏ tảng đá lớn ở trong lòng. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Đinh Phong Thành đáng thương vẫn không hay biết gì. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Tôn Khả Thành thanh toán tiền lương cho công nhân, đồng thời trả hết các khoản nợ đánh bạc ở bên ngoài, rồi cầm vé máy bay mà Đinh Hồng Diệu đã chuẩn bị, dẫn cả nhà mình bay thẳng ra nước ngoài. Toàn bộ sản xuất Long Công biến thành một cái vỏ giống, thoạt nhìn có vẻ vẫn còn tồn tại, nhưng trên thực tế đã không còn tồn tại nữa. Hai ngày sau, Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên đang ngồi trong nhà xem TV, bây giờ tình cảm của hai người ngày càng ổn định, hai ngày nay càng tiến triển hơn, như đang sống trong thế giới của hai người. Quan trọng nhất là giang sách đã hoàn toàn thoát khỏi danh hiệu đồ nhu nhược. Chủ yếu là từ cái miệng của Đinh Khải Sơn. Bây giờ Đinh Khải Sơn đang rất đắc ý, gặp ai cũng khen ngợi giang sách, còn khoe khoang giúp giang sách, nói giang sách lợi hại đến cỡ nào, một tháng có thể kiếm được mấy nghìn vạn, là giám đốc thu mua của bao nhiêu công ty châu báu. Lợi hại nhất là giám đốc thu mua của châu báu hàng tinh. Thật sự có cảm giác vịt con xấu xí biến thành thiên Nga. Trước đây vì chuyện của giang sách, Đinh Khải Sơn bị bao nhiêu người coi thường, con rể nhà nào cũng tốt hơn con rể nhà ông. Còn bây giờ thì sao? Mấy bạn học cũ, họ hàng cũ đều vô cùng ngưỡng mộ Đinh Khải Sơn. Bây giờ cả nhà Đinh Khải Sơn đều không cần phải đi làm, cả ngày ở nhà ăn không ngồi rồi cũng được, tiền lương của Giang Sách đủ để bọn họ tiêu xài cả đời. Đây chính là chỗ lợi hại của Giang Sách. Cũng chính vì nguyên nhân này mà gần đây Giang Sách không dám bước ra ngoài bởi vì ai nhìn thấy anh cũng sẽ tiến lên chào hỏi khiến giang sách cực kỳ không quen trước đây bọn họ vừa gặp đã mắng anh là đồ nhu nhược anh bị ăn mắng trong thời gian dài nên cũng quen rồi bây giờ đột nhiên không bị ăn mắng nữa lại còn được khen khiến giang sách cực kỳ không thích ứng vì thế anh đã dứt khoát không ra khỏi nhà hôm nay anh đang ở trong nhà xem tv với vợ là một bộ phim cung đấu cổ trang lúc đang xem đinh phong thành vui vẻ chạy vào nói giang sách mộng nghiên hai người đoán thử xem tôi đã làm gì hai người cùng quay đầu lại nhìn đinh phong thành sao thế anh trúng số à đinh mộng nhiên hỏi phi anh hai của em là người không có tiền đồ như vậy à chỉ trúng số thôi mà có thể vui vẻ đến thế ư ha ha vậy thì anh đã làm gì thế đinh phong thành cũng không khách sáo ngồi thẳng xuống bàn trà cầm lon coca trên bàn lên uống một ngụm lớn em gái em hãy nghe anh nói này gần đây anh đã ký được một đơn hàng vật liệu thô lớn, chỉ bằng 2 phần 3 giá thị trường. Lần này, anh đã tiết kiệm được gần 100 triệu. Hai đứa nói thử xem, anh có lợi hại hay không? Đinh Mộng Nhiên không dám tin hỏi, ồ, thật sự không nhìn ra đó, anh còn có bản lĩnh này ư? Tất nhiên rồi, Đinh Phong Thành vui sướng đến mức đuôi sắp phỉnh lên rồi. Giang sách vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, thuận miệng hỏi, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, anh mua một đơn hàng lớn với mức giá bằng 2 phần 3 giá thị trường, chẳng phải người bán sẽ lỗ đến chết à. Dựa vào điều gì chứ? Đinh Phong Thành kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc Tôn Khả Thành bị người khác lừa gạt, đến việc nóng lòng muốn bán vật liệu thô đi. Nghe có vẻ không có vấn đề gì. Giang sách cao mày, trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến thế ư. Anh muốn mua vật liệu, nhưng không có đủ tiền, đúng lúc có người bị ép đến mức bất đắc dĩ bán tháo một lượng lớn vật liệu thô với mức giá thấp để hòa vốn. Đồng thời, hàng tồn kho của anh ta gần như hoàn toàn trùng khớp với yêu cầu của anh. Đinh Phong Thành cười nói, Giang Sách, tôi biết cậu đang lo lắng điều gì, cậu đang lo tôi bị người khác lừa gạt đúng không? Nhưng cậu cứ yên tâm, Đinh Phong Thành tôi không phải là kẻ ngốc, tôi đã cử lão đồng xuống tận nơi để kiểm tra danh sách hàng tồn kho rồi, chất lượng sản phẩm đều không thành vấn đề, nên cậu cứ yên tâm. Giang Sách gật đầu nói, ừm, um, nếu thật sự có chuyện tốt như vậy thì anh đã lập được công lớn nghe thấy lời khen ngợi của giang sách đinh phong thành càng vui sướng đến mức không khép miệng lại được cảm giác được người khác khen ngợi thật tuyệt vời cả người như muốn bay lên khi nào nhận hàng giang sách hỏi chính là hôm nay tôi đã cử lão đồng đi nhận hàng rồi hôm nay sẽ lấy trước một ít còn lại sẽ chia thành ba đợt anh ta đang nói thì điện thoại đổ chuông là đồng quán thạch gọi tới đinh psn di thành tiện tay nghe máy alo lão đồng chuyện gì thế đầu bên kia vang lên giọng nói xuất sắc tuyệt vọng của ông đồng không hay rồi xếp đinh xảy ra chuyện lớn rồi toàn bộ công nhân của sản xuất long công đều đã bỏ chạy nhà xưởng chỉ là một vỏ rỗng điện thoại của tôn khả thành cũng không liên lạc được nói là sim giác đầu óc của đinh phong thành nhất thời nổ tung vậy vật liệu thô thì sao tôi đã dẫn người đi kiểm tra toàn bộ kho hàng chỉ có hàng trong một kho là đạt tiêu chuẩn, còn lại đều là hàng kém chất lượng. Đáng giận hơn là, tôi đi nhận hàng ở nhà khác theo như danh sách hàng tồn kho, mới biết danh sách này là giả. Tôn Khả Thành hoàn toàn không thuê kho hàng của nhà khác, nói cách khác, ngoài đống sản phẩm kém chất lượng của sản xuất Long Công thì không còn hàng hóa nào nữa. Hiện thực tàn khốc liên tục đả kích phòng tuyến tâm lý của Đinh Phong Thành. Anh ta lắp bắp hỏi, "Vậy, vậy sản phẩm đạt tiêu chuẩn trong kho hàng có giá bao nhiêu?" đồng quán thạch thở dài, khoảng tầm một hai trăm vạn. Một hai trăm vạn ư. Đinh Phong Thành đã mua hàng gần hai trăm triệu. Thua lỗ. Lỗ nặng rồi. Phòng tuyến tâm lý của Đinh Phong Thành hoàn toàn bị phá vỡ, nhất thời tăng huyết áp, hai mắt nhắm lại, ngã nhào xuống bàn trà, đập mạnh xuống sàn. Phong Thành. Anh hai. mươi 768, khẩn cấp xử lý. Khi mở mắt ra, đinh phong thành thấy mình đang nằm trên giường bệnh với một chiếc kim cắm trên mờ u bàn tay đinh mộng nghiên ngồi bên giường và nhìn anh ta giang sách và đồng quán thạch đang nói chuyện ở cửa tỉnh rồi à đinh mộng nghiên hỏi đinh phong thành gật gật đầu chật vật ngồi dậy trong lòng như có một tảng đá lớn chặn lại hồi lâu sau mới bình tĩnh được giang sách đi tới ôn tồn nói bác sĩ nói chỉ là thiếu oxy não tạm thời chỉ cần chú ý nghỉ ngơi đừng nóng vội ha ha không vội được sao? Đinh Phong Thành dựa vào giường, hai mắt nhìn thẳng vào ngọn đèn, vẻ mặt chua xót nói, xong rồi, kết thúc rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Với khoản vay ngân hàng 200 triệu, làm sao có thể lấp kín một lỗ thủng to như vậy được chứ? Hơn nữa 200 triệu này dùng để mua nguyên liệu, bây giờ tiền đã bị người ta cuốn đi, không có nguyên liệu thì dự án không thể tiến hành được nữa. Hủy hoại, tất cả mọi thứ đã bị hủy hoại. Giọng điệu của Đinh Phong Thành rất cô đơn, Trái tim đau đớn còn hơn cả cái chết, giờ đây, anh ta thật sự muốn nhảy xuống sông chết quách đi cho xong. Đồng quán Thạch bước tới nói, "Cậu Đinh, muốn trách thì hãy trách tôi. Là do tôi kiểm tra không tốt, thậm chí còn không nhìn thấy giấy tờ giả." Đinh Phong thành xua tay, "Làm sao ông có thể phát hiện ra giấy tờ giả do Tôn Khả Thành đặc biệt làm ra chứ? Không chỉ vậy, hắn còn yêu cầu công nhân hợp tác diễn kịch, thậm chí còn mua nguyên liệu cao cấp từ nơi khác để đối phó với việc kiểm tra." Tôn Khả Thành đã làm mọi thứ chỉ để tôi mắc bẫy. Mọi người đều im lặng. Quả thực, Tôn Khả Thành quá tỉ mỉ, những người kinh doanh bình thường sẽ không tính kế tinh vi như vậy. Làm sao có ai có thể đặc biệt bỏ ra 2 triệu để mua hàng chất lượng cao để giả làm của mình? Làm được điều này cũng đủ cho thấy Tôn Khả Thành có rất nhiều mưu mô, muốn tránh được một cái bẫy như vậy thực sự không dễ dàng chút nào. Ninh Phong Thành nói, "Lão Đồng à, ông đã từng nhắc nhở tôi hàng của tôn khả thành giống hệt những đơn vị khác nhưng tôi đã sơ ý bỏ qua lời nói của ông nếu cẩn thận hơn một chút bảo ông đi thăm dò mấy nhà khác thì chuyện như vậy đã không thể xảy ra trách tôi đều tại tôi có một chút thành tựu đã tự hào đắc ý đinh phong thành tôi dường như được định sẵn là không thể làm nên việc lớn gì cả càng nói tinh thần của anh ta càng xa suốt đinh mộng nhiên lo lắng hỏi không có cách nào khôi phục tổn thất sao Đồng quán thạch thở dài, khó lắm, tên nhóc Tôn Khả Thành đó đã trốn ra nước ngoài rồi, số tiền lấy được từ chúng ta, một phần lớn là để trả lương cho công nhân và một phần trả nợ bên ngoài. Những khoản tiền lương và nợ bên ngoài này đều là hợp lý, hợp pháp, chúng ta không thể cưỡng đoạt lại từ người lao động và công ty khác, hơn nữa dù muốn cũng không được, người khác sẽ không thể trả lại. Đúng vậy, tiền đã ở trong túi người ta, sao có thể lấy về được chứ? Mặc dù tiền của Tôn Khả Thành không trong sạch, nhưng sau khi anh ta phân phát thì rất sạch sẽ, không có cách nào hợp pháp để lấy lại. Hơn nữa, Tôn Khả Thành đã trốn ra nước ngoài, có muốn bắt cũng không được. Xong rồi, kết thúc hết rồi. Ninh Phong thành đường đường là một người đàn ông cũng không thể chịu đựng được sự bất bình như vậy, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt của anh ta. Cú đả kích này có thể nói là chí mạng đối với anh ta. Cứ tưởng dựa vào khả năng của mình mà tiết kiệm được nhiều tiền cho công ty, ai ngờ đây là chiêu trò do người khác dựng lên, số tiền 200 triệu khổng lồ kia bây giờ đã tan thành mây khói. Không có tiền, nguyên liệu cũng không có. Dự án đã phải đình trệ. Phải giải thích điều này như thế nào với các nhân viên của công ty đây? Phải giải trình thế nào với lãnh đạo cục xây dựng đô thị đây? Một bước đi sai, toang luôn cả ván bài. Đúng lúc này trong tòa nhà văn phòng của công ty chính nhà họ Đinh, có hai người đang rất vui vẻ. Trong phòng có tiếng nhạc du dương vang lên, Đinh Hồng Diệu nhảy điệu tango theo nhịp điệu của bản nhạc, trông điệu bộ rất hài lòng. Đinh Tử Ngọc ở một bên quan sát, trên tay cầm cốc trà sữa. "Anh, thủ đoạn mượn dao giết người này thật là vi diệu. Cuối cùng anh chỉ bỏ ra 2 triệu để cho tên Tôn Khả Thành kia giúp anh làm việc thôi." loại chuyện rẻ tiền này không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới này nhỉ. Đinh Hồng Diệu cười nói, anh ta không giúp anh, anh ta đang giúp chính mình. Với số tiền này, anh ta đã trả thành công các khoản nợ nước ngoài của mình và trốn ra nước ngoài một cách nhẹ nhàng. Hai chúng ta, đây là đôi bên cùng có lợi. Đinh Tử Ngọc gật đầu, nghe nói Đinh Phong Thành vì chuyện này mà phải nằm trong bệnh viện. Anh, tại sao chúng ta không đi xem một chút nhỉ? Ừm, xem chứ, phải xem. Đinh Hồng Diệu ngừng nhảy, bây giờ chúng ta đến bệnh viện, nhìn cho kỹ em trai của chúng ta đang chết tâm như thế nào, ha ha ha. Nói xong, hai người lần lượt rời khỏi văn phòng. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện của Đinh Phong Thành đã ồn ào nổi sóng, mọi người đều biết rằng anh ta đã làm mọi thứ dối tung lên. Sản xuất Đinh Hạch còn có thể chống cự đến ngày mai hay không thì khó có thể nói trước được. Những nhân viên của ai nấy đều lo lắng, sản xuất Đinh Dung không cần bọn họ, nếu ngay cả sản xuất đinh hạch cũng sụp đổ thì thật sự xong đời rồi về sau còn có thể đầu quân cho ai chứ tai họa lần này của sản xuất đinh hạch nhìn qua thì thật sự không có cách nào để giải quyết cả bệnh viện giang sách bước ra khỏi khoa nội chú vươn tay lấy điện thoại di động ra gọi điện alo mộc dương nhất giúp tôi xử lý một việc lão đại anh nói đi cậu sắp xếp cho cử giải đi nước ngoài mang một người đàn ông tên Tôn Khả Thành về cho tôi. Cự Giải là một trong 12 thủ hạ của Giang Sách. Không giống như những người khác, Cự Giải chuyên phụ trách chuyện ở nước ngoài, truy bắt, theo dõi, nằm vùng, điều tra và áp giải, Cự Giải rất giỏi trong lĩnh vực này. Có thể dùng đến Cự Giải cho thấy Giang Sách đã rất coi trọng đến vấn đề này. Đồng thời anh nói với Mục Dương nhất, ngoài ra, bố trí người của cục cảnh sát phối hợp với Cự Giải đảm bảo thuận lợi bắt Tôn Khả Thành trở về. Mặt khác, bảo tòa án phối hợp tiến hành vụ án của Tôn Khả Thành, một khi bắt về được thì phải lập tức xử theo pháp luật. Cúp điện thoại, Giang Sách ngay lập tức gọi điện qua khoa học kỹ thuật tầm mộng. Alo, Tôn Tại Ngôn, có chuyện hóc búa cần anh giải quyết đây. Mời nói. Lập tức dành ra 300 triệu tiền mua hàng từ nguồn tài chính của khoa học kỹ thuật tầm mộng, tìm một nhà máy đáng tin cậy để thu mua nguyên liệu sau đó gửi lô hàng này đến kho của sản xuất Đinh Hạch. 300 triệu, lão đại, không phải Đinh Phong Thành vừa mới vay ngân hàng 200 triệu sao? Hiện tại chúng ta lại thêm 300 triệu, có cần dùng nhiều như vậy không? Giang sách thở dài, đã xảy ra chuyện. Tôn Tại Ngôn là người thông minh nên không cần hỏi thêm, được rồi, tôi sẽ làm ngay, lấy 300 triệu từ quỹ dự phòng của công ty để giải vây cho sản xuất Đinh Hạch. Giang sách thở phào nhẹ nhóm, trong lòng thầm nghĩ, Tôn Khả Thành quả nhiên đáng ghét, nhưng tại sao anh ta lại đột nhiên dán mắt vào Đinh Phong Thành? Ngoài ra, Tôn Khả Thành thực sự thông minh như thế sao, có thể thiết kế một cái bẫy như vậy để chờ Đinh Phong Thành chui vào ư? Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc này, xe của Đinh Hồng Diệu đã chạy tới trước cửa bệnh viện. Chương 769: Thế chấp. Nhìn thấy hai anh em Đinh Hồng Diệu và Đinh Tử Ngọc xuống xe, Giang Sách cơ bản đoán được ai là người đứng sau hậu trường quả nhiên là bọn họ. Đinh Hồng Diệu và Đinh Tử Ngọc đến thẳng khoa nội chú và đến phòng bệnh của Đinh Phong Thành. Vừa bước vào cửa, Đinh Hồng Diệu đã nói khịa, uầy, em trai yêu quý của anh, sao em lại trở nên như thế này chứ? Đinh Phong Thành không thèm để ý đến anh ta. Rõ ràng là trồn đến chúc Tết gà. Anh ta hừ lạnh một tiếng, anh tới đây làm gì? Đinh Hồng Diệu nói, tôi nghe nói rằng cậu đã nhập viện, lo lắng cậu xảy ra chuyện nên mới đặc biệt tới đây đó, còn có tử ngọc nữa, con bé đã rất lo lắng khi nghe nói cậu bị ốm và phải nhập viện đấy. Lo lắng, ha ha, là vui vẻ mới đúng chứ? Đinh Phong thành lạnh lùng nói, các người bớt diễn trò trước mặt tôi đi, cút, tôi không muốn nhìn thấy các người. Từ, cút, này khiến sắc mặt của Đinh Hồng Diệu xấu đi một chút. Anh ta đứng thẳng người, siết chặt áo sơ mi, hờ hững nói, Phong Thành, tôi biết em có ý kiến với cậu, nhưng hôm nay tôi đến đây không phải để chọc giận cậu, mà là để giúp cậu tôi cũng mong rằng qua sự việc này sẽ hóa giải sự xa cách giữa anh em chúng ta ồ đinh phong thành cười nói người ích kỷ như anh mà còn có thể nghĩ đến việc giúp tôi sao nói nghe xem anh muốn giúp tôi thế nào đinh hồng diệu nói đơn giản thôi khó khăn mà cậu đang gặp phải bây giờ là số tiền cậu vay ngân hàng đã bị người ta lấy hết nguyên liệu thô cũng không có nên không thể tiếp tục dự án được tôi có thể giúp cậu hết tôi sẽ bỏ tiền ra cũng sẽ mua nguyên vật liệu, sau khi dự án khởi công thì sẽ thu hồi chi phí và sau đó sẽ trả lại tiền cho ngân hàng. Mọi thứ nghe có vẻ không tồi. Tuy nhiên, Đinh Hồng Diệu là loại người sẽ chủ động giúp đỡ người khác sao? Dĩ nhiên là không. Đinh Phong Thành lạnh lùng nhìn anh ta, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí cả, anh muốn tôi báo đáp anh đã giúp tôi như thế nào? Rất thẳng thắn, Đinh Hồng Diệu cười nói, Phong Thành, tôi thích tính cách nói thẳng vào vấn đề của cậu. Vì cậu đã nói nên tôi sẽ không vòng vo với cậu nữa, thứ tôi muốn chính là dự án vùng hoang dã phía bắc. Khẩu khí không nhỏ. Đinh Phong Thành nói, dự án này là cho sản xuất đinh hạch, không phải cho anh, cho dù tôi có muốn cho thì cục xây dựng đô thị cũng sẽ không thông qua đâu. Đinh Hồng Diệu xua tay, nếu là một công ty khác, tất nhiên sẽ không thông qua, nhưng chúng tôi thì khác. Dù sao thì sản xuất đinh hạch của cậu vẫn thuộc về toàn bộ nhà họ Đinh. Chỉ cần cậu gật đầu để sản xuất Đinh Hạch hoàn toàn sáp nhập với sản xuất Đinh Dung. Như vậy thì dự án của cậu đương nhiên sẽ trở thành dự án của nhà họ Đinh, tôi đóng góp tiền và công sức không phải là đúng sao? Đây là mục đích của Đinh Hồng Diệu, để Đinh Phong thành sáp nhập hoàn toàn vào nhà họ Đinh, nói dễ nghe thì là để tiện góp tiền và công sức, nhưng trên thực tế, một khi đã sáp nhập, quyền phát biểu sẽ thuộc về Đinh Hồng Diệu. Khi đó, những nhân viên cũ của sản xuất Đinh Hạch chắc chắn sẽ bị sa thải và ngay cả bản thân Đinh Phong Thành cũng có thể bị sa thải. Hơn nữa, dự án lớn mà Đinh Phong Thành vất vả lắm mới có được cũng sẽ bị Đinh Hồng Diệu giật lấy. Đinh Hồng Diệu này chỉ đơn giản là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi. Đinh Mộng Nhiên ở bên cạnh không nghe được nữa, nói thẳng, Phong Thành, anh không thể nghe lời anh ta. Đinh Phong Thành giơ tay ra hiệu Đinh Mộng Nhiên không cần phải nói gì cả. Em gái, em yên tâm, Đinh Phong Thành anh cũng chưa ngu ngốc đến mức đó anh ta ngẩng đầu nhìn đinh hồng diệu anh cả à anh không coi trọng tôi đúng không anh thật sự coi tôi là đồ ngốc có thể tùy ý để lừa gạt anh sao nếu sáp nhập vào nhà họ đinh thì tôi vẫn có thể tốt được sao cút đi cút ra khỏi đây cho tôi đinh hồng diệu không thể kìm được sự tức giận trên khuôn mặt của mình đinh tử ngọc lúc này đi tới nói thêm phong thành anh cả thật sự chỉ muốn tốt cho cậu nếu cậu lo lắng chúng ta có thể ký hợp đồng bồi thường trước nếu anh cả qua cầu rút ván sau khi sáp nhập thì để anh ấy bồi thường tiền. Đinh Phong Thành nở nụ cười, bồi thường tiền. So với dự án vùng hoang dã phía Bắc, một chút tiền bồi thường có là cái thá gì chứ? Anh cả, chị hai, các người đừng nghĩ tôi ngu ngốc như thế chứ. Cuối cùng, Đinh Hồng Diệu không thể chịu đựng được nữa và hét lên, Đinh Phong Thành, tốt hơn hết cậu nên nghĩ về tình hình hiện tại của mình đi. Nếu cậu không sáp nhập với công ty chính, thì cậu sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường rất lớn và chịu trách nhiệm giải trình với cục xây dựng đô thị khi đó điều chờ đợi cậu sẽ là những bản án tù đấy không cần nói đinh phong thành cũng hét lên cho dù có ngồi tù tôi cũng không thể giao dự án cho các người cút ngay cậu đinh hồng diệu không nói nên lời đi thôi đinh hồng diệu và đinh tử ngọc ngay lập tức rời khỏi hiện trường ngay khi bọn họ rời đi giang sách đã đi vào vỗ tay nói không tệ phong thành lần này anh làm rất tốt không để cho bọn họ lợi dụng đinh phong thành nói giang sách cậu yên tâm tôi đã không còn là đinh phong thành tham sống sợ chết nữa sau một vài sự việc gần đây tôi đã nhìn thấu đáo không nói đến việc phải ngồi tù cho dù có chết tôi cũng không thể hai tên khốn nạn đó được hơi và nếu tôi đoán không sai sở dĩ tôn khả thành quay lại tính toán tôi là vì đinh hồng diệu đã nghĩ ra một kế hoạch tồi nếu không thì làm sao một tên hèn nhát như tôn khả thành có can đảm lừa gạt tôi chứ anh ta không có sự mưu trí này đâu quả thực chỉ số iq của tôn khả thành không hề khả quan nhưng đinh hồng diệu rất mạnh đinh mộng nghiên thở dài nói anh nói không sai nhưng tình cảnh mà anh hai đang gặp phải thực sự đáng lo ngại nếu anh không nghĩ ra giải pháp cục xây dựng đô thị sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm ngân hàng sẽ buộc anh trả tiền thứ chờ đợi anh hai cũng chỉ có con đường ngồi tù thôi Nói xong, cả căn phòng đều chìm vào im lặng. Không ai muốn vào tù ngồi cả. Nhưng trước tình hình hiện tại, điều đó dường như không thể thay đổi được. Đồng quán thạch nói, xếp đinh, hay là cậu đến khoa học kỹ thuật tầm mộng câu cứu, bảo bọn họ phân bổ 200 triệu tệ cho cậu để giải quyết việc gấp. Đinh Phong Thành lại xua tay, loại chuyện này có thể nói được sao? Không nói thì không sao, nếu nói ra, người bên kia nhất định sẽ coi tôi là đồ ngốc. Đến lúc đó, Đừng nói là mượn tiền, có khi còn bị người ta đuổi đi nữa đấy. Tình hình thật sự rất khó khăn. Một vài ngày tiếp theo, Đinh Phong Thành nghĩ cách xin mọi người giúp đỡ ở khắp nơi, nhưng giá mua 200 triệu không phải là con số nhỏ, khó có thể giành được trong chốc lát. Hơn nữa, Đinh Hồng Diệu cứ đang âm thầm động thủ, Đinh Phong Thành cầu xin ai thì Đinh Hồng Diệu sẽ nói xấu Đinh Phong Thành với người đó, để Đinh Phong Thành không làm gì được. Loại hành vi vụng trộm này thật vô liêm sỉ, nhưng hiệu quả cũng rất tốt đinh phong thành bị đinh hồng diệu dồn vào đường cùng hai anh ta ngồi trong phòng làm việc thở dài nếu cứ tiếp tục như vậy trong vòng một tuần nữa anh ta sẽ phải bị cục xây dựng đô thị khởi tố làm sao bây giờ ngay khi anh ta đang lo lắng đột nhiên thư ký chạy đến và nói xếp đinh người của tòa án đang ở đây và mời anh qua tòa án đinh phong thành sửng sốt một chút hỏi đồng quán thạch ở phía đối diện lão đồng người của tòa án đến tìm tôi làm gì chứ đồng quán thạch suy đoán chẳng lẽ cục xây dựng đô thị đã khởi tố rồi sao bọn họ đều là người của chính phủ muốn xử lý ai thì chỉ là chuyện trong một phút đinh phong thành đột nhiên cảm thấy toàn thân tê liệt người của cục xây dựng đô thị làm việc quá nhanh rồi phải không thời gian còn chưa tới hơn nữa cũng không bao trước một tiếng ư bất lực đinh phong thành đành phải rời đi cùng người của tòa án một khi anh ta đã rời đi anh ta đã sẵn sàng không thể quay về rồi sau nửa giờ đinh phong thành ngồi ở phòng tiếp khách của tòa án một chuyên viên đi tới ngồi xuống rất lễ phép nói anh là đinh phong thành đúng không là tôi xin chào anh đinh lần này tôi mời anh đến đây chủ yếu là để nói chuyện với anh về việc bồi thường cho hành vi gian lận thương mại của tôn khả thành sản xuất long công cái gì đinh phong thành giật mình hỏi không phải kiện tôi sao chuyên viên sửng sốt anh là người bị hại tại sao lại kiện anh đinh phong thành vỗ vỗ ngực gần như sợ chết khiếp quay đầu lại nhanh chóng hỏi nghe ý của anh tôn khả thành đã bị bắt ư đúng vậy thật sao không phải hắn trốn ra nước ngoài sao bị bắt nhanh như vậy ư người phụ trách giải thích tôi không rõ lắm về tình hình cụ thể có vẻ như ai đó đã bắt tôn khả thành ở nước ngoài và giao cho chính quyền người của sở cảnh sát khu giang nam còn chạy ra nước ngoài để hợp tác bắt giữ và dẫn độ trở về nước Tôn Khả Thành đã bị bắt để quy án. Có người bắt ư? Người nào chứ? Đinh Phong Thành thầm kinh ngạc, không ngờ trong lúc khó khăn nhất, thế mà lại có một anh hùng thầm lặng hành động chính nghĩa, bắt được Tôn Khả Thành ở nước ngoài giao cho chính quyền. Quá tuyệt vời! Đinh Phong Thành hỏi, điều đó có nghĩa là có thể trả lại cho tôi tất cả số tiền mà Tôn Khả Thành đã gạt tôi sao? Người phụ trách thở ra một hơi, cái này, e rằng không được. Tại sao không? không phải đã bắt được người rồi sao? Người đã bị bắt rồi, nhưng tiền đã được anh ta sử dụng một cách hợp lý và hợp pháp. Tiền lương của người lao động và các khoản nợ nước ngoài, Tôn Khả Thành đã lấp đầy những khoảng trống này, vì vậy ngay cả khi Tôn Khả Thành bị bắt lại, những tổn thất của anh cũng không thể lấy lại được. Nghe đến đây, Đinh Phong Thành càng thêm tuyệt vọng. Cuối cùng vẫn chẳng được gì cả. Cho dù có bắt được người cũng có ích lợi gì nữa đâu chứ. Số tiền đã tiêu hết, cho dù có dư thì đoán chừng cũng chỉ có một hai ngàn vạn. Nếu đã không lấy lại được, tại sao anh còn gọi tôi đến đây làm gì? Đinh Phong Thành giận dữ giống lên. Người phụ trách đè anh ta xuống, anh Đinh, trước tiên anh hãy bình tĩnh. Tuy rằng không thu hồi được tiền, nhưng chúng tôi đề nghị anh có thể dùng biện pháp khác để bù đắp tổn thất cho mình. Bằng cách nào? Thế chấp? Đinh Phong Thành tò mò hỏi, thế chấp cái gì? Có phải là nhà của Tôn Khả Thành không? Người phụ trách này lắc đầu, theo ước tính của các nhà chuyên môn, công ty sản xuất Long Công của Tôn Khả Thành trị giá 500 triệu nhân dân tệ. Vì anh ta không thể trả được khoản tổn thất của anh, cho nên chúng tôi đề nghị anh ta thế chấp nhà máy để quy ra tiền cho anh. Có nghĩa là, Đinh Phong Thành có thể nhận sản xuất Long Công trị giá 500 triệu để bù đắp cho khoản lỗ 200 triệu. Nghe có vẻ như rất nhiều tiền. Nhưng vấn đề là thứ mà Đinh Phong Thành cần bây giờ là tiền và nguyên liệu giao cho anh ta một nhà máy thì có ích lợi gì? Cái này, Ninh Phong Thành khá khó xử, anh ta không thể đạt được thứ mình muốn, và anh ta cũng không muốn thứ mình có được, phải làm sao đây? Người phụ trách thuyết phục, anh Ninh, tôi đề nghị anh nên chấp nhận thế chấp, như vậy ít nhất có thể đền bù tổn thất, nếu anh cứ nhất định đòi thu hồi tiền, kết cục có khi sẽ là mất cả trì lẫn trải, anh sẽ không nhận được gì. chương 770, mọi thứ đều là ý trời đầu óc đinh phong thành quay cuồng anh ta ngồi trên ghế tính toán được và mất hết lần này đến lần khác chấp nhận đề nghị của người phụ trách mặc dù anh ta có thể được bồi thường nhà máy nhưng anh ta sẽ mất khả năng thu hồi tiền mua hàng nhưng nếu anh ta nhất quyết đòi lại tiền mua hàng anh ta có thể không có được thứ gì cả lựa chọn thật là tiến thoái lưỡng nan sau một hồi do dự đinh phong thành chọn cách cúi đầu được rồi tôi chấp nhận đề nghị chấp nhận đề nghị dù sao cũng có được nhà máy, quay về tìm cách bán đi hay sau đó, tốt xấu gì cũng có đường lui, còn tốt hơn là không có. Trước mắt đây là kết cục tốt nhất. Rời khỏi tòa án, Đinh Phong thành chán nản quay trở lại văn phòng, đồng quán thạch lập tức bước lên hỏi, xếp Đinh, cậu bị sao vậy? Cục xây dựng đô thị đã kiện chúng ta sao? Đinh Phong Thành lắc đầu. Không khởi tố sao? Đồng quán thạch tò mò hỏi, có chuyện gì thế? Đinh Phong Thành thở dài, Ngồi xuống và kể lại những gì đã xảy ra trong tòa án. Đồng quán thạch lắc đầu cười khổ, tôi thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Nhà máy trị giá 500 triệu được trao cho chúng ta. Đáng lẽ chúng ta phải vui vẻ nhưng cái chúng ta thiếu bây giờ không phải là nhà máy, mà là nguyên liệu thô. Ngay cả khi có một nhà máy, lập tức sản xuất cũng chẳng kịp nữa. Huống chi bây giờ chúng ta còn chẳng biết quy trình sản xuất, chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi. Tất nhiên Đinh Phong Thành cũng biết điều này. Anh ta đau xót nói, vấn đề lớn nhất mà chúng ta đang gặp phải hiện nay là lấy đâu ra số tiền 200 triệu mua hàng. Ngân hàng cũng không thể cho chúng ta vay tiền, các công ty lớn khác cũng không muốn cho vay. Đinh Phong Thành và Đồng Quán Thạch đều mặt ủ mày trao. Đúng lúc này, thư ký bước vào nói, xếp đinh, lưu hoa từ khoa học kỹ thuật tẩm mộng đến. Khoa học kỹ thuật tẩm mộng ư, mau mời vào đi. Một lúc sau, Lưu Hoa bước vào phòng. Đinh Phong Thành rất lễ phép nói, anh Lưu, tôi không biết anh sẽ đến nên không đón tiếp từ xa, mong anh đừng phiền lòng. Lưu Hoa xua tay nói, anh Đinh khách sáo rồi, lần này tôi tới đây cũng là chuyện đột ngột, tôi nhận được chỉ thị của chủ tịch, gửi cho anh một lô hàng. Hàng ư, Lưu Hoa đặt danh sách lên bàn. Anh Đinh, chúng tôi đã nghe nói chuyện của các anh chủ tịch lo lắng rằng dự án sẽ không thể tiến hành nên đã ra quyết định ra mặt và lấy 300 triệu từ quỹ dự phòng của khoa học kỹ thuật tầm mộng để mua nguyên liệu. Đây là danh sách. Hôm nay tôi đến đây để thảo luận với anh, anh Đinh muốn đặt những hàng hóa này ở đâu? Cái này. Đinh Phong Thành đứng lên, hưng phấn không biết nên nói cái gì. Anh ta thực sự tuyệt vọng cùng đường bí lối, tuyệt đối không ngờ khoa học kỹ thuật tầm mộng không những không bỏ rơi anh ta vào thời điểm quan trọng như vậy, mà ngược lại còn chọn giúp anh ta đưa than trong ngày tuyết rơi, kéo anh ta một phen. Với lô hàng này, dự án có thể tiếp tục rồi. Cảm ơn nhiều, cảm ơn rất nhiều. Đinh Phong Thành rơm rớm nước mắt nói, anh Lưu, xin thay mà tôi nói lời cảm ơn tới Chủ tịch Tôn, tôi thề ngay khi dự án có lãi, tôi sẽ hoàn trả ngay 300 triệu tiền mua hàng này. Lưu Hoa cười nói, anh Đinh, trước tiên chúng ta hãy bàn cách giải quyết lô hàng này đi. Đúng, đúng, chuyện này nên xử lý trước đinh phong thành chỉ vào đồng quán thạch lão đồng ông cùng anh lưu đi bàn bạc cất giữ hàng hóa đi vâng đồng quán thạch dẫn lưu hoa ra khỏi văn phòng vào lúc này chỉ còn lại một mình đinh phong thành trong toàn bộ văn phòng anh ta thẫn thờ ngồi xuống vui không tất nhiên là vui nhưng anh ta càng cảm thấy dường như có một loại sức mạnh đang phù hộ cho anh ta để anh ta có thể giải quyết mọi việc nguy hiểm mà anh ta gặp phải Ai đang giúp anh ta chứ? Hai từ xuất hiện trong đầu Đinh Phong Thành, Giang Sách. Nhưng suy nghĩ lại, liệu Giang Sách có sở hữu năng lực tuyệt vời như vậy không? Thậm chí có thể huy động cả khoa học kỹ thuật tầm mộng ư? Càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng. Nhưng anh ta thật sự đã cảm thấy sự hiện diện của sức mạnh này. Anh ta không thể không gọi cho Giang Sách. Bíp bíp, điện thoại đổ chuông vài lần, sau đó được kết nối. Đinh Phong Thành không khỏi hỏi, giang sách, nói cho cậu biết hai tin tức tốt này. Tin tốt, lại còn hai tin ư. Ừ, tin tốt thứ nhất, tôi đã đến tòa án, Tôn Khả Thành không có tiền nên đã thế chấp nhà máy trị giá 500 triệu nhân dân tệ cho tôi. Tin tốt thứ hai, khoa học kỹ thuật tầm mộng đã mua được 300 triệu nhân dân tệ nguyên liệu, đã nhập kho rồi. Uây, thực sự là một tin tốt, lần này anh nhân họa đắc phúc rồi, với nhà máy của Tôn Khả Thành sau này anh sẽ không phải lo lắng về chuyện nguyên liệu nữa. Miễn là hoạt động tốt, sau này anh có thể tự sản xuất, tự sử dụng luôn rồi, quá hời rồi. Đinh Phong Thành cũng nghĩ như vậy. Với nhà máy này, sức mạnh của Đinh Phong Thành càng lớn hơn, và anh ta càng có thêm tự tin để thách thức Đinh Hồng Diệu. Đó thực sự là trong họa gặp phúc. Ngừng một chút, Đinh Phong Thành hỏi một câu mà anh ta rất quan tâm, cái đó, có chuyện muốn hỏi cậu. Có chuyện gì vậy? Giang sách, lần này tôi có thể vượt qua khó khăn này đó là do cậu giúp đỡ đúng không đầu dây bên kia im lặng trong vài giây rồi tiếng cười sảng khoái của giang sách vang lên phong thành lần này tôi không giúp anh mà là ý trời anh gặp may nên có thể cứu mình thoát khỏi nguy hiểm nhưng anh phải chú ý nếu sau này xảy ra chuyện như thế nữa anh sẽ không có may mắn nữa đâu đinh phong thành gật đầu ừm um, tôi biết rồi sau khi cúp máy đinh phong thành có chút mất mát Thật ra anh ta cũng hy vọng Giang Sách giúp mình, như vậy thì anh ta có thể có người để cảm ơn, không đến nỗi như bây giờ còn không có người để nói lời cảm ơn. Một bên khác, trong tòa nhà văn phòng của công ty chính, có hai người đang tức điên lên. Ninh Tử Ngọc xé đống tài liệu trên bàn, cả người run lên vì tức giận, muốn tìm người nào đó tát thật mạnh một cái cho hả giận. Ninh Hồng Diệu ngồi trên ghế không nói lời nào, trông rất bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện hai mắt anh ta đỏ như máu nhìn như muốn ăn thịt người anh ta là một người đàn ông rất kiêu ngạo tự nhận không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình đinh hồng diệu chưa bao giờ để một tên phế vật như đinh phong thành vào mắt nhưng điều đáng xấu hổ là phương pháp mà anh ta dùng hết sức mình nghĩ ra lại dễ dàng bị bẻ khóa cứ tưởng rằng tôn khả thành bỏ trốn ra nước ngoài thì mọi chuyện đã kết thúc ai mà biết được tên ngốc này đã bị bắt ở nước ngoài và bị đưa về nước đinh phong thành lại không công nhận được một nhà máy chưa kể quyền lực của Đinh Phong Thành ngày càng tăng, trong tương lai, Đinh Phong Thành có thể tự sản xuất nguyên liệu mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Điều khó chịu hơn nữa là tiền từ khoa học kỹ thuật tầm mộng giống như là gió bão quật tới. Tùy tiện bổ sung 300 triệu tệ cho Đinh Phong Thành, không chỉ tiền bổ sung mà còn đích thân giúp mua nguyên liệu thô và giao tận nơi. Ha ha, nhiệt tình quá mức rồi nhỉ. Dù là đối tác cũng không có đối tác nào tốt, như vậy đúng không? Hỏng hết mọi thứ đều hỏng hết đinh hồng diệu càng nghĩ càng thấy uất ức mọi thứ anh ta dự tính đều bị phá hỏng không những không hạ được đinh phong thành mà còn chắp thêm cánh cho người ta nữa thật là khó chịu đinh tử ngọc nói anh em cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy tại sao tôn khả thành lại bị bắt tại sao tòa án lại tích cực phối hợp điều tra như thế tại sao khoa học kỹ thuật tầm mộng lại nguyện ý bổ sung quỹ đầu tư có quá nhiều nghi vấn cứ như có ai đó đang âm thầm kiểm soát tất cả ở sau lưng vậy điều mà ngay cả đinh tử ngọc cũng có thể cảm nhận được thì đinh hồng diệu đương nhiên cũng cảm nhận được anh ta hít sâu một hơi em gái anh biết em đang nói cái gì anh cũng đang suy nghĩ xem là ai mà có sức mạnh lớn như vậy đinh phong thành tuyệt đối không có khả năng đó vậy thì là ông cụ sao cũng không thể nào trong khi đang suy nghĩ đinh tử ngọc nhắc đến một cái tên có thể nào là giang sách giang sách đinh hồng diệu nheo mắt lại người này rất thông minh nhưng dù là người thông minh đến đâu cũng không thể có khí lực lớn như vậy. Phải biết rằng, bố cục lần này có thể huy động tổ chức nước ngoài, cục cảnh sát khu Giang Nam, tòa án và khoa học kỹ thuật tầm mộng. Nó liên quan đến thế lực ngầm, thế lực của chính phủ và thế lực thương trường, rất rắc rối phức tạp, tuyệt đối không phải chuyện một cá nhân có thể làm được. Giang Sách, không có khả năng. Lùi lại một bước, nếu như Giang Sách thật sự ra tay, như vậy thân phận của anh ta nhất định không phải thứ mà chúng ta có thể khiêu khích nếu anh ta có thực lực mạnh như vậy, có thể tùy tiện giải quyết chúng ta, còn cần đợi đến bây giờ sao? Ninh Tử Ngọc gật đầu, nói cũng đúng. Giang sách cực kỳ ghét bọn họ, nếu thực sự có thực lực cường đại như vậy, e rằng bọn họ đã bị xử lý từ lâu rồi. Vì vậy, tuyệt đối không thể là giang sách. Anh, nếu không phải là ông cụ hoặc là giang sách, vậy thì sẽ không còn ai nữa. Đinh Mộng Nghiên ư, càng không thể. Đinh Hồng Diệu thở dài một hơi, chuyện tới nước này, anh chỉ có thể nói đây có thể là ý trời. Tôn Khả Thành ở tận nước ngoài mà cũng bị bắt, Cục Cảnh sát phụ trách tiến hành dẫn độ, tòa án cũng phối hợp điều tra, khoa học kỹ thuật tầm mộng lại sẵn sàng đầu tư bổ sung, tất cả đều là ý trời, ý trời thì không thể làm trái được. Trên thực tế, Đinh Hồng Diệu là người không tin vào ý trời nhất, nhưng bây giờ dù không muốn tin cũng phải tin. Vào lúc này, trong ngôi biệt thự cổ, Giang sách cúp điện thoại, Đinh Mộng Nhiên đi tới, hỏi, Phong Thành gọi à. Ừm, làm sao thế, anh ấy nhất định rất lo lắng, đúng không? Giang sách mỉm cười, không, anh ta quá hạnh phúc. Chẳng những vấn đề tiền mua hàng được giải quyết, mà còn không công có được một nhà máy, hiện tại anh ta đang rất phát triển. Hả, Đinh Mộng Nhiên ngẩn người, tại sao mọi chuyện lại thay đổi nhiều như vậy? Trước khi Đinh Mộng Nhiên có thể hỏi thêm, điện thoại của Giang Sách lại đổ chuông, lần này là từ ông cụ Đinh Trọng. Giang Sách trả lời điện thoại. Alo, Ông cụ, có chuyện gì sao? Giang sách, bây giờ cậu có rảnh không? Đến nhà tôi đi, tôi mời cậu uống trà. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 770.